nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Chí, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng đoàn công tác của huyện đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Chí, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng đoàn đã đến thăm và trao quà Tết cho bệnh binh 53% Nguyễn Xuân Đào, thôn 10, vợ liệt sĩ Hoàng Thị Xây, thôn 8, xã Ngọc Liên, gia đình các thương binh Trương Công Mão, thôn Kim Thủy, Phạm Văn Chí, thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn, Quách Văn Cự, thôn Ngọc Tân và thương binh Đỗ Đồng Lực, thôn Minh Lâm, xã Ngọc Trung. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Chí đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến các thương binh bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục và động viên con cháu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách để những người có công với cách mạng được hưởng cuộc sống đủ đầy hơn.